biết Tơ Đàm nhận đỡ đầu cậu bé chơi trống bán hàng rong gây sốt mạng xã hội. Nam ca sĩ đã có màn trình diễn lần đầu tiên cùng Hiếu Trung trong sự kiện ngày 19 tháng 12. Đàm Vĩnh Hưng có buổi họp báo giới thiệu DVD live show Sài Gòn Bolero và Hưng chiều 19 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi chiều này, Mr. Đàm gây bất ngờ khi mời cả cậu bé gây sốt mạng xã hội những ngày qua, đó là Hiếu Trung. Cách đây không lâu, clip Hiếu Trung chơi trống ở quán nhậu trên nền ca khúc mà Đàm Vĩnh Hưng hát được một khán giả quay và đăng lên Facebook khiến nhiều người thích thú. Khi Đàm Vĩnh Hưng xem clip này, anh rất khoái cách cậu bé chơi trống, trông lãng tử và đầy đam mê. Đàm Vĩnh Hưng còn bất ngờ hơn khi thấy Hiếu Trung cười trông rất giống chi kỷ của anh là ca sĩ Dương Triệu Vũ hồi nhỏ. Nam ca sĩ đã tìm mọi cách để liên lạc được với Hiếu Trung. Đàm Vĩnh Hưng tìm hiểu thì được biết Hiếu Trung 10 tuổi đang học lớp 5 tại Bình Dương. Gia đình em quê gốc Cần Thơ nhưng lên Bình Dương sinh sống làm ăn. Công việc hàng ngày của Hiếu Trung là chơi trống ở các quán nhậu lề đường để bán bánh kẹo. Điều đặc biệt là Hiếu Trung thường chọn chơi trống trên nền các ca khúc remix của Đàm Vĩnh Hưng. Mr. Đàm kể, khi anh tìm đến và ngỏ ý muốn giúp đỡ Hiếu Trung, đưa em đi diễn cùng để có thêm thu nhập và giúp em phát triển lâu dài trên con đường nghệ thuật. Gia đình khá rụt rè lo lắng vì chưa từng nghĩ sẽ có được cơ hội này. Chưa kể sau khi clip của em hot trên mạng, khá nhiều nơi cũng tìm đến mong muốn hợp tác cùng em. Mr. Đàm đã dặn gia đình, nếu ai muốn hỏi gì cứ liên lạc thẳng với anh để anh trả lời giúp. Đàm Vĩnh Hưng còn hỏi thêm về tình hình học tập của Hiếu Trung. Anh vui mừng khi biết cậu bé học rất giỏi. Có một số trường đã liên hệ với Mr. Đàm muốn nhận em vào học miễn phí. Hôm qua Hiếu Trung đã cùng biểu diễn ca khúc Tình Nhạc Phai với ông Hoàng Nhạc Việt. Em diễn tự tin, máu lửa, không tỏ chút lo lắng sợ sệt. Dịp này Đàm Vĩnh Hưng ra mắt DVD Sài Gòn Bolero và Hưng, ghi lại toàn bộ hai đêm diễn của anh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cách đây không lâu. Đĩa giữ nguyên chương trình không cắt xén để mang đến cảm giác nguyên vẹn nhất cho những khán giả không có dịp xem live show trực tiếp ở nhà hát. Trong buổi này, ca sĩ chia sẻ những câu chuyện trong quá trình chuẩn bị và thực hiện live show, cũng như cảm xúc của anh khi đêm nhạc gây tiếng vang lớn trong cả nước. Nam ca sĩ tự tin mình có lượng fan đông đảo và trung thành suốt 18 năm qua, sẽ tiêu thụ số đĩa như anh mong muốn. Năm 2018, Đàm Vĩnh Hưng sẽ tập trung nhiều vào dòng nhạc trẻ. Đồng thời, công ty của anh cũng bước vào lĩnh vực đào tạo những gương mặt tiềm năng để trở thành ngôi sao giải trí trong làng nhạc Việt. Vào dịp Noel năm nay, Đàm Vĩnh Hưng tổ chức đêm nhạc Dining with the Star trên du thuyền sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Danh ca Hương Lan mặc giản dị đến dự họp báo, chị cũng góp mặt trong live show của Mr. Đàm. Hương Lan song ca phận tơ tầm đầy cảm xúc với chủ nhân sự kiện, chị nói không hát lại sợ bị Mr. Đàm nói là keo kiệt. Quang Lê song ca hai vì sao lạc cùng Mr. Đàm. Đạo diễn Trần Vi Mỹ, người dàn dựng live show cho Đàm Vĩnh Hưng.